Thưa quý vị và các bạn, được phát động từ tháng 2 năm 2021, dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp, Hội thi Báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức thành công từ cấp cơ sở, cấp huyện, thành ủy, đảng ủy. Và ngày 29 tháng 10 vừa qua, hội thi cấp tỉnh đã khép lại thành công tốt đẹp. 15 thí sinh xuất sắc tham gia hội thi đã thể hiện các chuyên đề một cách sâu sắc, sinh động, hấp dẫn, có chất lượng. Không chỉ là sân chơi bổ ích đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong toàn tỉnh, mà hội thi còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, có sức lan tỏa lớn, góp phần tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đường nghị quyết đại hội đảng các cấp được thực hiện hóa và đi vào cuộc sống. Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi, đồng thời tích cực hướng dẫn các địa phương đơn vị triển khai tổ chức hội thi ở cấp cơ sở, cấp huyện và tương đương, trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến hết tháng 9 năm 2021, toàn tỉnh có 113 cơ sở với 1.362 thí sinh tham gia. 15 trên 15 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã tổ chức thành công hội thi với 246 thí sinh tham gia. Hầu hết thí sinh đều là những người có trình độ năng lực tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện và tương đương, các địa phương, đơn vị đã lựa chọn 15 thí sinh xuất sắc tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021. 15 thí sinh, trong đó có 4 thí sinh là báo cáo viên, 11 thí sinh là tuyên truyền viên với nhiều cương vị, công tác, ngành nghề và lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt có nhiều thí sinh trẻ tuổi, lần đầu được tham dự hội thi. Tuổi đời thấp nhất 23 tuổi, cao nhất là 46 tuổi. Các thí sinh là những báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm rõ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước, am hiểu tình hình thực tế địa phương, nơi công tác. Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi về soạn đề cương thuyết trình, thi thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Về nội dung thi, có 10 thí sinh lựa chọn nội dung thuộc nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, 1 thí sinh lựa chọn nội dung nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, 4 thí sinh lựa chọn nội dung thuộc nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Với thời gian từ 20 đến 25 phút, các thí sinh đã thể hiện kỹ năng báo cáo thuyết trình một cách tự tin, thể hiện bản lĩnh chính trị, sự nghiên cứu, đào sâu tìm hiểu về nội dung chuyên đề đã lựa chọn. Là thí sinh trẻ nhất hội thi, sinh năm 1998, thí sinh Mã Thị Thanh Hằng, Đảng bộ Công an huyện Nguyên Bình đã xuất sắc đạt giải nhì. Tuy còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, song với sự say mê tìm tòi, nghiên cứu, tìm hiểu sâu về nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, các văn kiện tài liệu liên quan, Hằng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về đề cương và bài trình bày với chuyên đề An ninh con người và đảm bảo an ninh con người trong tình hình mới, theo nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nguyên Bình lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham gia cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 thì tôi đã lựa chọn chuyên đề an ninh con người và đảm bảo an ninh con người trong tình hình mới theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Và tôi nhận thấy rằng là an ninh con người là một cái chủ đề hết sức mới mẻ và chỉ được đề cập ở tại đại hội lần thứ 12 là một nội dung trong nhiệm vụ trọng tâm thứ 5 thôi. Nhưng mà đến khi đến đại hội 13 thì vấn đề an ninh con người này đã được đề cập trong mục tiêu thứ 5 và thứ 7 của văn kiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Và đây chính là một cách để cụ thể hóa các tư tưởng lập hiến đã được nêu ra trong Hiến pháp 2013 và đồng thời là mục tiêu định hướng để phát triển đất nước ta từ năm 2021 đến năm 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Là một thí sinh trẻ tuổi nhất tham dự hội thi thì đây cũng là một vinh dự rất lớn đối với tôi và cũng là một cái trọng trách rất là lớn, vừa tự hào nhưng cũng vừa lo lắng bởi vì là bản thân mình là mới ra trường và cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên thì với cái tinh thần giao lưu học hỏi và đến đây chỉ là để cọ sát thôi, thế nên là tôi cũng rất là thoải mái khi tham gia hội thi. Để chuẩn bị cho hội thi của mình thì tôi đã tìm hiểu các quan điểm cũng như là nghị quyết từ rất là lâu rồi, nghĩa là từ sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam cũng
hoàn thành thực hiện đã thành công nghị quyết đại hội 13 của Đảng thì tôi cũng bắt đầu tìm hiểu, và sau khi tháng 7 năm 2021 là Đảng bộ huyện Yên Bình của chúng tôi đã thi xong thì tôi cũng đã chuẩn bị để những cái tài liệu cũng như là cái tinh thần tốt nhất để phục vụ cho hội thi cấp tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được nhiều thí sinh tập trung nghiên cứu công phu và thể hiện sinh động, hấp dẫn, đưa ra các giải pháp cụ thể phát huy lợi thế tiềm năng phát triển kinh tế xã hội địa phương như sản xuất nông sản đặc hữu, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh, phát triển du lịch, gắn với phát triển nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên môi trường, kinh tế cửa khẩu, xác định rõ 3 điểm nghẽn, nút thắt cần tập trung tháo gỡ, quyết tâm thực hiện 18 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá chiến lược, 3 chương trình trọng tâm nhằm phát huy 5 lợi thế của tỉnh để thực hiện khát vọng bứt phá vươn lên, xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, một số thí sinh lựa chọn nội dung nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gần gũi, có sự liên hệ sát với tình hình thực tế ở địa phương, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, để nhân dân hiểu nghị quyết của Đảng, cùng đoàn kết biến nhận thức thành hành động, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đến với hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, hôm nay tôi rất là vinh dự, tự hào được thay mặt cho Đảng bộ huyện Hà Quảng tham gia hội thi và đến dự hội thi. Đây cũng là một đợt trải nghiệm để tôi được trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền nghị quyết với lại các đồng chí ở các đơn vị khác để tôi trau dồi thêm kiến thức trong công tác tuyên truyền của mình. Với hội thi hôm nay thì tôi lựa chọn chuyên đề nhiệm vụ giải pháp phát triển dịch vụ du lịch huyện Hà Quảng giai đoạn 2020-2025 để dự thi là bởi vì bấy lâu nay huyện Hà Quảng là một huyện luôn có tiềm năng về để phát triển du lịch nhưng chưa có điểm mới và điểm bứt phá ở trong cái ngành dịch vụ du lịch. Nhận thấy cái tiềm năng đó thì tôi cũng muốn là đến dự thi hôm nay để mang để trao đổi và đồng thời quảng bá những cái hình ảnh văn hóa con người và các lễ hội văn hóa truyền thống của địa bàn huyện Hà Quảng tới bạn bè ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và trong nước quốc tế đến tham quan du lịch trải nghiệm huyện Hà Quảng nhiều hơn để từ đó góp phần tăng thêm thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân huyện Hà Quảng. Đối với vai trò ở góc độ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện để triển khai thực hiện nghị quyết thì trước tiên chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc tuyên truyền nghị quyết đến cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân. Với vai trò Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, tôi cũng đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn thành lập các câu lạc bộ hát then, hát dân ca, dân vũ tại các xã thị trấn để từ đó góp phần quảng bá và làm phong phú thêm về nền văn hóa, bản sắc dân tộc trên địa bàn huyện. Hội thi lần đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính là Trung tâm Hội nghị tỉnh đến 11 điểm cầu các huyện, thành ủy và đảng ủy và 73 điểm cầu cấp cơ sở, thu hút gần 3.000 cán bộ đảng viên và nhân dân theo dõi cổ vũ hội thi. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung, hình thức, hầu hết các thí sinh thể hiện tốt khả năng truyền đạt, trình bày đúng, đủ, nêu bật các nội dung cốt lõi của những chuyên đề đã lựa chọn. 100% thí sinh sử dụng trình chiếu PowerPoint trong quá trình thuyết trình, góp phần tạo thêm kênh thông tin phong phú, thu hút người nghe, nâng cao hiệu quả của bài thuyết trình. Hôm nay tôi rất vui đến dự cái hội thi báo cáo viên tuyên truyền giỏi của cấp tỉnh. Tôi thấy đây là một hội thi mang ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng, rất có ý nghĩa quan trọng. Đây là một dịp truyền tải những thông tin rất quan trọng nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Cũng như là nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 của tỉnh Cao Bằng một cách trực tiếp đến cán bộ đảng viên. Tôi coi đây cũng là một cuộc sinh hoạt chi bộ rất có ý nghĩa. Đấy. Tôi qua những cái chuyên đề của từng báo cáo viên, tôi thấy là các báo cáo viên đã chuẩn bị tốt về cái đề cương của mình và khả năng của các nhân viên trong cái thiết cũng rất là tốt, đã truyền tải được những cái nội dung cơ bản quan trọng một cách mạch lạc dứt khoát đến người nghe. Tôi thấy đây là một cái hội thi hết sức là thiết thực. Thông qua cái hội thi này đã lan tỏa một cái thông điệp tuyên truyền rất rõ ràng và đầy đủ, đa dạng hóa các kênh thông tin để cho đảng viên, quần chúng nhân dân toàn tỉnh biết được về cái nghị quyết Đại hội 13 cũng như cái đường lối riêng của tỉnh Cao Bằng. Phải nói là rất là sinh động, rất lôi cuốn và rất hấp dẫn, và cái tính hình ảnh ấy, nó cũng đi liền rất là với cái lời báo cáo của người ta. Thế nên tôi thấy là có cái tính logic giữa lời nói và hình ảnh.
Thế tuy nhiên thì qua quan sát thì cũng thấy một số báo cáo viên thì cũng chưa thoát ly được tài liệu hoàn toàn. Nếu như mà khắc phục được cái việc thoát ly tài liệu hoàn toàn này ấy, thì có lẽ là nó sẽ đạt được một cái mức độ cao hơn thế nữa. Để lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất tham dự hội thi cấp tỉnh, cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo sát sao, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để thí sinh dự thi đạt chất lượng, hiệu quả cao. Hội thi cũng giúp cấp ủy Đảng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và báo cáo viên, đánh giá đúng thực trạng chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và đề ra các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hiệu quả của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy về việc tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, tuyên truyền về nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thì huyện Hà Quảng cũng đã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch và triển khai hội thi tại hai cấp, tức là chúng tôi triển khai ở cấp xã và sau đó triển khai ở cấp huyện. Tại hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 này, chúng tôi thấy đây là một cái hoạt động hết sức là ý nghĩa và cũng có cái tác dụng rất thiết thực trong việc là truyền tải các cái nội dung của nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đến cơ sở, thông qua cái việc một là việc nối điểm cầu trực tuyến đến các xã thị trấn, các đại biểu ở các điểm cầu thì rất là háo hức để đón chờ các cái phần thi của các thí sinh. Cái thứ hai nữa là cũng qua cái hội thi này chúng tôi thấy là có nhiều nội dung của đại hội 13 của Đảng như đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và đặc biệt là nghị quyết của đại hội 20 Đảng bộ huyện của chúng tôi ấy, thì được báo cáo viên cụ thể hóa thành các cái công việc, thành các cái nội dung gần gũi thiết thực bằng cái công việc cụ thể đã được thực hiện trên địa bàn huyện để rất là gần gũi với nhân dân, với cán bộ đảng viên. Và từ đó thì cán bộ đảng viên, hội viên của trên địa bàn toàn huyện ấy cũng thấy được là chúng ta đang thực hiện cái công việc hàng ngày cũng chính là thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết vào trong cuộc sống. Với sự chuẩn bị bài bản, chu đáo của ban tổ chức hội thi, ban giám khảo, tổ thư ký và các đơn vị phối hợp, hội thi đã hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu đề ra, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, đánh giá đúng thực chất. Quá trình diễn ra hội thi, ban tổ chức quán triệt nghiêm kế hoạch, quy chế, chủ động linh hoạt điều hành hội thi chặt chẽ, nghiêm túc. Ban tổ chức hội thi đánh giá cao công tác chuẩn bị của các thí sinh, công tác chỉ đạo tổ chức hội thi của các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, khẳng định hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp, đem lại không khí triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ở địa phương, cơ quan đơn vị mình, góp phần nâng cao chất lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, thực hiện tốt chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 10 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Một số kinh nghiệm rút ra thì đối với lại cấp ủy chính quyền các cấp, hội thi là dịp đặc biệt quan trọng để các đồng chí báo cáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng để từng bước nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng. Do đó, cấp ủy chính quyền các cấp cần quan tâm tạo điều kiện chỉ đạo lãnh đạo thường xuyên, quan tâm tạo điều kiện và kiện toàn củng cố xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong thời gian tới. Đối với đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần xác định rõ công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên là nhiệm vụ hết sức đặc biệt quan trọng. Và trong giai đoạn hiện nay chúng ta tiếp tục thực hiện chỉ thị số 17 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Do vậy, qua hội thi lần này, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục nghiên cứu trau dồi thêm chuyên môn nghiệp vụ, nhất là cập nhật kiến thức mới, kỹ năng phương pháp thuyết trình, nắm vững kiến thức về lý luận, tìm hiểu thêm thực tiễn, đặc biệt là những đồng chí tới đây sẽ được cử đi tham dự hội thi ở cấp khu vực. Kết quả hội thi có 3 thí sinh đạt loại giỏi, 12 thí sinh đạt loại khá. Ban tổ chức đã trao 9 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất. Trong đó giải nhất thuộc về thí sinh Lê Hoài Nam, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh với chuyên đề Khát vọng phát triển đất nước trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Thành công của hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 đã tạo sự lan tỏa trong các cấp ủy đảng, cũng như đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giúp các báo cáo viên rèn luyện, trau dồi kiến thức, kỹ năng về công tác tuyên truyền miệng. Hội thi là hoạt động thiết thực, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chuyên mục xây dựng Đảng tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.